cái chìa khóa mà dành cho cái xe là cắm bằng chìa khóa cắm, chìa khóa gọi là auto cơm các bạn. Bây giờ chúng hôm nay chúng tôi có một cái sản phẩm đấy là thay cái chìa khóa cắm đấy bằng cái chìa khóa đề nổ start stop cắm zin theo xe nhé các bạn nhé. Chào bạn, hôm nay tôi làm một clip để giới thiệu một cái sản phẩm. Thực ra sản phẩm này nó không phải sản phẩm mới lắm đâu, nó cũng có lâu rồi. Đây là hai chiếc xe, một chiếc là Toyota Vios, con này như 2016 ấy. Đây là chiếc Ford Everest của anh bạn, cũng đời 2017. Cũng đặc điểm của mấy dòng xe của Toyota hay là Ford hay là Honda ấy, của những đời 2016 trở lại ấy, là có một cái ưu điểm rất rõ của mấy ông ấy so với dòng xe Hàn ấy, là cái chìa khóa mà dành cho cái xe ấy, là cắm bằng chìa khóa cắm, chìa khóa gọi là auto cơm các bạn. Bây giờ hôm nay chúng tôi có một cái sản phẩm đấy là thay cái chìa khóa cắm đấy bằng cái chìa khóa đề nổ start stop cắm zin theo xe nhé các bạn nhé, cắm zin đấy. Đây là giả dụ như chiếc Vios là chúng tôi đã làm chìa khóa, là các bạn nhìn là chìa khóa như cái xe Camry luôn đấy. Còn đây là chiếc Ford Everest, chìa khóa cũng là đúng là chìa khóa theo xe Ford luôn các bạn nhìn nhé. Đấy, còn đây là những cái hộp sản phẩm cắm zin và không phải cắt nối gì nhé. Riêng đồ điện tử là các bạn cố gắng là mình chọn những cái sản phẩm nào cho nó chuẩn. Đây đây là một bộ chìa khóa này, thì sản phẩm này tôi xem sản phẩm này à Kia. Đây là một chiếc sản phẩm của Kia, không rõ là Kia gì đây. Đấy, là đều cắm zin ấy. Đồ điện tử là các bạn hạn chế, nhưng ô tô là mình cắt dây giết các thứ. Thì đặc điểm của cái đề nổ startup này ấy, là tôi rất thích là nó có một số tính năng đấy là đề nổ từ xa. Đây các bạn nhé, để tôi thử cho bạn xem nhé. Đây tôi làm cái vòi nhé. Đấy, ok, xe nổ nhé các bạn, nhìn xe nổ nhé. Đấy, nghĩa là đề nổ từ xa này rất phù hợp lại thời tiết nắng như này. Mình muốn ra ngoài, mình muốn nổ máy trước cho điều hòa nó mát trước tầm 5 phút sau như nào ấy, thì là đều nổ phát là xe là tự nổ này, tắt đi này. Đấy, tự tắt máy. Còn khi mà bạn mang chìa khóa trong người rồi thì ra là xe tự mở, rồi khi đi ra khỏi xe là xe tự đóng, là dành cho khi mình xách đồ như này thì mình đỡ phải coi như là lại rút chìa khóa ra rồi ấn. Và cái đặc điểm thứ hai của cái dòng này ấy là bạn có thể sử dụng được app trên điện thoại bạn nhé. Đây tôi sẽ chứng minh cho bạn xem. Đây tôi đã cài trên cái điện thoại của tôi một app, nếu mà chúng ta quên chìa khóa này. Và tôi muốn đề nổ. Đây nổ luôn, sử dụng điện thoại luôn đấy. Mình đỡ phải kéo, nếu quên chìa khóa đâu trên văn phòng, trên nhà, hoặc là khi mà tắt đi coi như bạn không cần dùng chìa khóa, điện thoại bạn sẽ là một cái chìa khóa. Đây là một số tính năng mà cái sản phẩm mới của chúng tôi là rất phù hợp. Và những sản phẩm này về riêng về hàng điện tử là các bạn chú ý hàng trôi nổi rất nhiều, thì mình cố gắng là chọn những hàng chính hãng có bảo hành. Tôi là 1 đổi 1 trong 1 năm các bạn nhé. Xin cảm ơn.